Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Mấy hôm nay mình giới thiệu những cái sản phẩm của Desa với chương trình giá rất là hấp dẫn luôn em. Từ dòng pin tới máy mài, máy khoan, ôi cái thương hiệu Desa nó có những cái mã sản phẩm giảm giá rất là tốt ha. Thì nó có hai cái mã mà mấy hôm nay mình cũng cũng cũ rồi ha, nhưng mà hôm nay mình giới thiệu lại để cho anh em biết cái dòng này thì hiện tại bên cửa hàng vẫn đang có. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ mua. Đó là cái một cái bộ máy khoan đục nên em ha. Khoan đục hai chức năng em ha, nó chỉ có khoan và khoan khoan búa thôi. Nha, nó chỉ có khoan và khoan búa thôi nha, chứ cái dòng này nó không không có không không có đục. Những anh em nào mà chuyên chuyên khoan tường rồi đó mà cần nhỏ gọn thì người ta mua dòng này, giá cũng khá rẻ này, một máy hai pin một sạc á, thì giá chỉ có 1.550.000 thôi. Cái dòng nó có mã là ADZC13 nha, một máy hai pin một sạc, pin 12V 2A. Và kế tiếp dòng đó là dòng cái cưa kiếm. À, tết nhất rồi chúng ta mua cái cưa kiếm này về chúng ta tỉa cành, tỉa trong vườn cảnh gì đó ha, trong vườn trong gì đó chúng ta cần cái tỉa cành gì đó, chúng ta mua này về chúng ta tỉa rất là ngon luôn anh em. Có mã là ADZF15. Cái dòng này thì bên cửa hàng mình đang bán với giá chỉ có 1.510.000 thôi, một máy hai pin một sạc, pin 12V 2A nha. Đó, và cái tiếp nữa là một bộ combo như thế này. Bộ combo này đó là một máy hai pin một sạc, thì anh em biết cái hàng này nó đang có bán lẻ là thân máy vít, còn thân cái máy máy khoan rất là rẻ anh em. Ví dụ thân máy khoan có 460.000 thôi, thân máy vít có 580.000 thôi. À, nó bán rẻ rồi, nhưng mà anh em mua bộ này anh em sẽ được lời cái thùng với lời hơn được 20.000. À, nếu anh em cả mua lẻ cộng lại thì mắc đó nha. Anh em mua bộ thì anh em lời cái thùng, có thùng đựng nó sang hơn anh em. Thì giờ mình sẽ giới thiệu từng cái chi tiết ha. Thì đây là một cái bộ combo ha, một máy đây một bộ máy khoan khoan búa, một máy hai pin một sạc nha anh em. Đó, về thông số kỹ thuật cái con này á, thì nó tốc độ quay là 9 900 vòng một phút ha. Khoan sắt được 8 mm khoan khoan sắt được 8 mm khoan gỗ được 10 mm nè. Ở đây đây nó không có nói cái khoan. Như trong đây có kiện nữa sao ha. Đẹp lắm anh em ơi. Đó. Wow, nó trang bị cái con này đủ phụ kiện luôn nha. Con này giá chỉ có 1.550.000 thôi mà trang bị full luôn. Một cái đầu chuyển nè, anh em từ cái mũi này nè. Từ cái mũi đầu gạt SDS anh em chuyển sang cái đầu kẹp 10 mm này ha, để anh em khoan sắt khoan gỗ nó hay chỗ đó ha. Thêm một cái đầu chuyển này còn rẻ giá mang thiệt. Một cái mũi khoan 6 ly nha, mũi khoan 6 ly đó, và một mũi khoan sắt, mũi khoan sắt cũng 6 ly luôn. Sẽ nằm rọi ngoài ta rồi, và một cái đầu vít nha, đầy đủ chức năng luôn. Khi mà chúng ta xài những cái này thì chúng ta mua qua cái đầu chuyển nha anh em á, đầu chuyển. Và đây là một cái đế sạc. Cái này nó hay ở chỗ anh em, cái dòng này nó sạc tới 3 ampe. Những cái máy khác cái dòng nó sạc thấp nha, dòng này sạc 3 ampe nên sạc pin 2 ampe chỉ có mấy chục phút này rồi nha. Đó, dòng sạc tới 3 ampe luôn nha, dòng sạc này ngon nè anh em ha. Và đây là cái máy đó, đây là chức năng ha, chức năng này chức năng khoan nè, chức năng này chức năng khoan búa nè nha. Thì khi mà chúng ta leo kẹo trên cao chúng ta cần khoan những cái mũi khoan để chúng ta bắt tắc kê anh em ha, chuyên dù anh em thợ lạnh đi cần mũi khoan 8 ly ha, ok ha, khoan tường mấy con này khoan 8 ly cũng ngon rồi, khoan bê tông cũng ok ha. Chúng ta chỉ cần mua mũi xịn chút á thì chúng ta xài ngon thôi. Nằm ở đây pin nước khác này nè, pin 12V này nó sẽ đây là sao, cục pin này giá đang bán là 235.000 cục nha anh em, 235.000 cục đó. Còn ha, đảo chiều đó chỉ có phải đủ ha. Đó. Búa dòng rất là mạnh ha, đảo chiều. Rồi sang với đời chỗ khoan, báo pin nằm ở đây. Có thiết kế cái dòng này đây có cái chụp cao su để chúng ta cầm như thế này nè ha, cầm như này là chúng ta khoan. Anh em mang những cái viền cao su đây là những cái tay cầm, cầm như này. Cứng cáp cực kỳ luôn anh em. Đó, cực kỳ luôn. Cái dòng này mình bán rất 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 là nhiều luôn nha. Rất là nhiều luôn. Thứ nhất là nhỏ, gọn, leo trèo trên cao, chúng ta làm rất là sướng luôn nha. Làm rất là sướng. Cái con này thì cái lực đập bao nhiêu joule nè, thông thường nó có nghĩ con này chắc chừng 1.5 hả anh em, có 1.5 là chúng ta cũng làm cũng ok rồi ha. Trong đây nó không có nói, trong đây nó không có nói. Tốc độ quay là không đến 9.000 thôi, lực búa 5.600, thời gian pin nó tương đương khoảng 40 phút rồi, không có nói cái lực đập này, mình nghĩ nó khoảng 1.5 thôi, nó không có cao đâu anh em ha. Cái đó là chúng ta xài là được rồi nè, pin 2 ampe tương đương 40 phút nè, ok ha. Rồi, hàng chính hãng, bảo hành 3 tháng nha. Đó, mình cho anh em xem lại về cái phụ kiện máy.
giá chỉ có 1.550.000 thôi mà nó trang bị rất nhiều option luôn. À, thích nhất là cũng là cái bộ đầu kẹp này anh em ha, bộ đầu kẹp này nè khá là xịn luôn nha. Đó anh em thấy đầu chuyển từ SS sang khoang ha, đó rồi cục sạc loại cao nè ha, dung lượng cao nè, dòng sạc cao nè, trang bị những cái phụ kiện đây ha để chúng ta xài đó, và cái máy vậy thôi, rất là đẹp ha. Động cơ có thang nha anh em, đó, đầu gầy SS nên giới thiệu nha, không có khoan thử nha. Ok rồi mình sẽ qua máy khác nha. Anh em mua cái này xong á, anh em có pin có sạc rồi, anh em mua thân máy thôi ha, cần thân máy bóng vít, cần thân máy khoan gì đó. Rồi kế tiếp mình giới thiệu cho anh em một bộ này. Đây là cái bộ combo một máy hai pin, hai máy hai pin một sạc. Đây là cái bộ combo khoan và bóng vít, hai cái dòng này rất là nhỏ gọn luôn anh em, thấy chưa? Ha. Đó. Cái dòng của những cái dòng bóng vít DSA anh em để ý những cái khớp này mình thấy nó hầu như con nào vô con nấy nha, hơi hở vậy nè. Đó, chứ nó không có sát đâu nha. Anh em mình nói luôn tại vì bên khui nó nhiều máy lắm, mình thấy nó vậy đó anh em. Nha. Con nào như con nấy đó. Ok ha. Một máy hai pin sạc này giá chỉ có 1.820.000 thôi. 1.820.000 ha. Cái máy bóng vít này thì cái tốc độ quay từ 0 đến 2.4, lực búa nó 0 đến 3.000, 12V. Cái con này lực sóng 100 Newton nha anh em. Đó. Pin 23. 12V 23. Còn cái máy khoan này thì nó sẽ là máy khoan này tốc độ từ 0 đến 400 số 2 0.5. Rồi kẹp 10mm 12V ha. Lực sóng cái con này thì nó nằm con này mình nghĩ nó khoảng cả 30 Newton. Máy khoan này. Hãng cũng có thông số đầy đủ chúng ta ha. Lực sóng này 30 Newton nha anh em, 30 và 16, tốc chậm 30, tốc nhanh 16 ha. Đó, nó có thông số đầy đủ ở đây. Đó. Rồi, cái đế sạc thì nó vẫn dùng cái đế sạc là 12V 3A. Cái này nó hơi cái này chắc mình cứ để trong đây, nó hơi chạy đây xíu không sao nha anh em ha. Mình mua thì cái này bình thường. Lúc để trong đây rồi tới nó bị chốc này chút xíu nè. 2A ha. 3A, dòng sạc ra 3A nha anh em, sạc pin rất là nhanh luôn, mấy chục phút đầy thôi. Thì hai cái chức năng này nó khác nhau nha anh em. Cái máy này bắn vít, hai cái này nó khác nhau ha. Hai cái chức năng này khác nhau. Ví dụ những anh em mà xài những con vít mà nhựa đó ha, cần mà cái lực siết nó vừa, ta chỉnh những cái này nó siết nè, nó sướng. Còn chúng ta mà xài đồ nhựa mà tôi đưa này chúng ta bắn á ha, mỗi lần nó siết tới cái lực đó nó gõ cái bạch cái là có thể là nhựa chúng ta nó sẽ bị bể, nó là mỏng á, hoặc là trong ngành điện tử cũng vậy ha. Ta xài những cái cấp trượt này nha. Điện tử thì không ai xài búa nè, xài cấp trượt nha, xài cấp trượt. Nhưng tại cái mạch nó nhỏ lắm. Nha, chúng ta chỉnh nó vừa tới thôi nha. Đó. Tất cả hai dòng này đều có thang hết nha, chứ nó không phải không thang nha anh em. Đó. Đây số 2 nè. Những anh em nào làm việc trên cao mà đội leo trèo thì chúng ta làm thôi. Đó. Ok ha. Thì tại sao mà nói con này nó rẻ hơn chút xíu, lợi hơn cái thùng? Bởi vì anh em biết một cái mình sẽ cộng cho anh em nha. Cộng lẻ cho anh em thấy. Đây. Cái thân máy bắn vít á, thân máy này nè là 580.000. Nè, 580.000 cộng cái thân này là 460.000. Cục sạc anh em là 330, cục pin á là 235, hai cục ha. Nên chờ chút. Rồi. 235 460. Rồi. Tổng luôn á, nếu theo mình mua lẻ anh em là 1.840.000, không có thùng. Không có thùng. Còn anh em mua bộ này chỉ có 1.820 thôi, nó rẻ hơn 20.000 anh em được cái thùng nữa. Ha, nếu anh em mua bộ thì anh em nên đầu tư con này, nó sẽ lợi hơn về cái thùng và 20.000 nha. Rồi ok. Đó. DSA giờ ra rẻ quá anh em, quá rẻ. Rẻ ơi là rẻ. Lúc trước cái bộ này không có giá này đâu nghe anh em. Lúc trước cái bộ này hầu như là 2 triệu mấy đó. Nên mình nhớ hình như là nó 2 triệu 6 2 triệu 7 gì đó nha. Cái này hãng nó giảm ghê thiệt chứ. Và cái thùng này cứng gáp nha, cái thùng của DSA này rất là cứng luôn. Ha. À. Rồi kế tiếp, mình đã giới thiệu anh em một cái dòng cái cưa kiếm. À, cưa kiếm này thì nó dùng pin là 12V. Khả năng cắt tối đa luôn là phi 50 nha. Cắt gỗ được 65 nè anh em. Cắt gỗ được 65, cắt sắt được 8 nha. Rồi,
tốc độ quay từ 0 đến 3.000, trọng lượng nặng 1,2 kg. Những dòng này thì anh em mua những cái lưỡi cưa mà dài á, chúng ta đi tỉa cành ngon luôn á. À, đây nó gọn cực kỳ, giá chỉ có 1.510.000 thôi. À, cái dòng này thì anh em mua ha, xong rồi chúng ta gắn cái lưỡi kiếm dài này tầm 3 tấc á, chúng ta đi tỉa cành tỉa củi ha. Đó, hoặc là mua lưỡi cưa của ông Makita làm 2 tấc mấy thôi cũng ngon rồi. 2 tấc mấy là chúng ta bỏ vô ha. Cái này được cái cơ chế gài nhanh đó ha, chúng ta chỉ cần xoay nè, xoay như vậy thôi, chúng ta nhét lưỡi vô thả ra xong ha, xoay một cái nhét thả ra là cứ ngắt luôn đó, nó cứng đó. Ngon lành thôi. Cái máy thì bán nhiều lắm. À, anh em lưu ý ha, những cái cục pin này thì chúng ta xài không đi cắt cành rồi nó không có lâu đâu nha, nó cũng mau hết lắm á. Thì chúng ta xài thì thông thường thì cắt ít này được chứ không ai xài mấy tiếng hết á ha. Pin này tính phút không mấy tiếng đâu, tùy theo chúng ta cắt cái cành lớn nhỏ nữa, chúng ta xài như thế nào nữa ha, nó phụ thuộc rất là lớn vào những cái cành và những cái lưỡi cưa. À, lưỡi cưa bén hay không, không bén thì nó sẽ mau hao pin, còn bén thì nó tiết kiệm pin hơn như vậy ha. Cái dòng cưa kiếm của Daisa thiết kế rất là đẹp luôn nha, đẹp cực kỳ luôn anh em nha, viền rồi rất là đẹp, nhỏ gọn nữa, rất là nhỏ gọn luôn. Nãy giờ như thiệu toàn là có than hết nha, dòng 12V của DSA chưa có dòng nào không than hết. À, cái chuẩn thì nó đa dạng anh em á, của Milky ha, của Dewar vô được hết nha. À, nó chuẩn này vô được hết, anh còn tô gì đó vô được hết nha. Rồi, trang bị một máy 2 pin 1 sạc, pin 2A nha, đẹp cực kỳ luôn đó. Dòng này thì mà tất nhất mình mua về mình tỉa cạnh cũng được ha, ít ít thôi thì được nha, không có nhiều, còn nhiều thì anh em nên mua máy cưa xích nha. Trang bị thêm một pin nữa, pin này cũng 2A luôn nè nha. Đó, giá chỉ có 1.510.000 thôi, và nó cho ông bị ra hai cái lưỡi cưa, một cái lưỡi cưa sắt, một lưỡi cưa gỗ. Hai cái lưỡi cưa nó ngắn ngủn rồi nha anh em, tầm khoảng 1 tấc thôi, không có dài đâu. Anh muốn dài mua thêm nha, nó chỉ trang bị căn bản thôi, cái trong này chỉ trang bị căn bản thôi chứ nó không có đủ những cái tiêu chí để sử dụng. Chúng ta muốn sử dụng thêm cái gì thì chúng ta phải mua thêm tiền à, chứ không có đầy đủ ha. Thì khi mà anh em mua một cái bộ này nè đó, anh em muốn mua cầu mua thêm cái thân á, thì nó có thân máy khoan, thân máy vít như này mình nói á, anh dừng mua cái thân thôi. Ví dụ anh em cần thêm máy khoan máy vít không, anh em mua thêm một cái thân máy khoan 12V giá 460, một cái thân máy vít giá chỉ có 580 thôi, gom lại chúng ta được 3 cái máy, xài 2 cục pin thôi. Ở nhà chúng ta gặp gì xài cái đó, đụng gì ra xài đó, khoan có khoan, băng vít có băng vít. À, rồi cưa kiếm có cưa kiếm nha. Còn cái máy khoan bê tông này, của hàng khoan của hàng búa này thì chưa có bán thân nha nè, chưa có bán thân. Rồi ok, video này giới thiệu tới đây thôi. Thì thêm 3 cái dòng này thì cho anh em có thêm có sự lựa chọn về cái dòng pin 12V của hãng DSA nha. Một nửa cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.